Thời điểm này tại tất cả các địa phương trong tỉnh, không khí thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đang diễn ra hết sức sôi nổi. Hòa chung bầu không khí ấy, tuổi trẻ thành phố Lào Cai đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thành phố Lào Cai ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Những ngày này, bất kể thời tiết nắng nóng gay gắt, đoàn viên thanh niên của thành phố Lào Cai vẫn có mặt tại khu vực quảng trường Kim Tân, phối hợp với đội công nhân thi công khẩn trương hoàn thiện công trình đèn hoa. Đây là công trình thanh niên cấp thành phố với tổng kinh phí 100 triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, dự kiến sẽ khánh thành vào tối ngày 26 tháng 6 tới. Được hoàn thành ngay trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ 23, công trình trụ đèn hoa là niềm tự hào của tuổi trẻ thành phố khi đã góp công làm cho cảnh quan thành phố Lào Cai ngày càng tươi đẹp. Chúng tôi đã có mặt ở đây và đã góp sức để xây dựng cũng như là góp phần vào cái xây dựng cái công trình thanh niên này. Bản thân mình thì cảm thấy rất là tự hào khi được tham gia góp sức vào việc xây dựng cái công trình thanh niên này, như là một cái sự quyết tâm của đoàn viên thanh niên thành phố. Công trình đèn hoa là một trong hai công trình thanh niên cấp thành phố, cùng với nhiều công trình thanh niên của các xã, phường trên địa bàn để hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Những tuyến đường hoa được hình thành, một công trình nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên khó khăn được xây dựng. Dấu ấn của tuổi trẻ thành phố đã và đang được thể hiện rõ nét và phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải tạo cảnh quan, xây dựng đô thị văn minh. Cái tinh thần nhiệt huyết của thanh niên của đoàn thành phố nói chung và của các đoàn xã, phường, các đơn vị nói riêng thì đều gần như là cháy hết mình để chuẩn bị cho Đại hội Đảng thành phố, và những cái công việc, cái phong trào mà chúng tôi tham gia nó góp một phần nào đấy từ những cái đôi tay nhỏ bé để tạo nên một cái mỹ quan, một cái cảnh quan đẹp nhất trong thành phố. Cùng với các công trình phần việc thanh niên, thời gian qua, tuổi trẻ thành phố Lào Cai còn có rất nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa khác. Tiêu biểu phải kể đến hoạt động thắp nến tri ân, lao động dọn dẹp vệ sinh các phần mộ liệt sĩ, tri ân những người có công với cách mạng, xây dựng mô hình em nuôi của đoàn, các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi vùng cao thành phố. Đây là những việc làm thiết thực đối với cộng đồng, góp sức trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Bên cạnh công trình phần việc thanh niên, thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã bám sát vào chủ đề công tác năm, đó là tuổi trẻ Lào Cai khắc son niềm tin với Đảng. Và trong suốt từ đầu năm đến giờ thì đã có rất nhiều các chương trình hành động cách mạng của thanh niên về vấn đề an sinh xã hội, xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới, rồi trao tặng quà cho em nhỏ, vân vân. Và gần đây nhất cũng là Đại hội Chống Lao Bác Hồ thành phố Lào Cai, rồi giải cờ vua Cúc Măng Non, vân vân. Và các hoạt động khác trên địa bàn toàn thành phố vẫn được tuổi trẻ thành phố tăng cường đẩy mạnh và nhằm thiết thực thi đua lập thành tích để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố hướng tới Đại hội Đảng bộ của tỉnh Lào Cai và Đại hội lần thứ 13 của Đảng toàn quốc. Với lòng nhiệt huyết, quyết tâm cống hiến, tuổi trẻ thành phố Lào Cai đã và đang để lại nhiều dấu ấn, lan tỏa tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, đồng thời khẳng định tinh thần tiên phong, xung kích vì cộng đồng thông qua nhiều chương trình ý nghĩa hướng về cơ sở, hướng về cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển của thành phố biên cương.